OK, à, mình bắt đầu với thiết kế này ha. Đầu tiên chúng ta sẽ vào tạo một trang thiết kế mới. Mình sẽ vào File New. OK, máy mình uh, mở từ hôm uh, qua tới giờ chưa có tắt nên nó hơi chậm. OK, sau khi vào File New, các bạn click vào mục Print nè, rồi chọn khổ giấy A3 nha. Ở background background content là màu nền Ở đây mình sẽ chọn màu black, màu đen ha Ấn create Đó, chúng ta tạo được một trang thiết kế mới Sau đó mình sẽ chỉnh hình Ở đây mình sẽ chỉnh trên hình BUBG ha Một cái hình biểu tượng của BUBG Mình sẽ gõ từ khóa là BUBG Sau đó mình vào một image nè để tìm hình ảnh Rồi mình click vào một tool Ở một size mình chọn là large ha, Mình chọn hình có kích thước lớn Ở một color mình chọn là transparent đó mình sẽ lấy hình cái nhân vật này à, mình sẽ lấy hình nhân vật này và chỉnh nó theo cái hiệu ứng hiệu ứng giống như vậy ha hiệu ứng có bốn màu màu xám màu vàng đậm và màu vàng nhạt và màu đen ok đầu tiên mình sẽ lưu hình ảnh này về máy tính sau đó mình mở photoshop lên rồi mình nắm kéo hình ảnh này từ ở trong folder À mình phải mở qua trang thiết kế ha, sau đó mình nắm kéo hình ảnh này từ trong folder mình thả vào trang thiết kế. Đó, rồi mình sẽ phóng to nó lên. Các bạn ơi, khi mà phóng to nhớ đè nút shift nha để chúng ta có thể phóng to hình đúng với tỷ lệ. Ok, mình để cỡ này. Rồi tiếp đến mình phải chuột mình chọn là Rasterize layer ha, Rasterize layer sau đó mình phải chuột vào layer chọn là duplicate layer để mình nhân đôi cái layer này lên ha nhân đôi layer này lên ok <laughs> rồi tạm thời mình sẽ uh, qua cái hình này cái hình này có bốn màu mình sẽ copy để mình hút màu từ hình này ha ok để copy thì rất là đơn giản mình sẽ dùng công cụ chọn khối nè rectangular marker tool mình quét khối cái hình và mình vào edit chọn là copy đó, xong rồi mình qua trang thiết kế Mình vào Edit, chọn là Paste để dán cái hình này vào Và mình sẽ sử dụng công cụ Move Tool, phím tắt là chữ V ha Mình thu nhỏ hình này à, Mình copy là để một chút hồi mình hút màu trực tiếp á Các bạn nếu mà không có hình này thì vẫn có thể chỉnh được ha Các bạn có thể chỉnh màu thủ công mà không phải hút màu Ok, mình click vào cái layer có hình mà hình cái anh chàng này nè Hình anh chàng trong PUBG á sau đó mình sẽ vào image, mình vào adjustment và chọn hiệu ứng tên là threshold các bạn nha, threshold. Rồi mình sẽ chỉnh cái độ trắng sáng này ở cái độ trắng đen này tới một mức thích hợp ha. Ở đây mình sẽ chỉnh như thế này và ấn ok. Sau đó mình phải chuột vào layer, chọn là blending option ha. Mình chọn hiệu ứng là color overlay click vào color overlay. Ở phần blend mode á các bạn chọn là multiply nha, multiply. Rồi có cái nút màu ở bên đây nè, đó, chúng ta click vào và các bạn có thể chọn màu các bạn thích ha. Ở đây mình do mình đã có sẵn cái hình này, mình sẽ hút cái phần màu này gọi là màu xám đất á, mình hút màu xám đất này ra. Đó, mình cho cái lượt màu đầu tiên. Ấn ok. Rồi tiếp đến mình chọn vào cái layer hình gốc mà không có chỉnh màu ha, layer này nè, layer hình gốc á. Rồi mình tiếp tục phải chuột chọn là duplicate layer, nhân đôi layer này lên và kéo cái layer này đè lên cái phía trên layer đã chỉnh màu lúc nãy. Và mình dùng công cụ move tool, Ở phím tắt là chữ V á, mình nhích nó qua một chút. Rồi bây giờ mình cũng làm tương tự mình là vào image vào adjustment ha, chọn hiệu ứng là threshold. Ở đây mình sẽ chỉnh độ trắng sáng nhưng mà cho cái phần uh, phần trắng á nó ít hơn cái phần hồi nãy ha. Rồi mình ấn ok. Cái lớp này mình sẽ cho nó là vàng đậm. Mình phải chuột vào layer chọn là blending option. Rồi mình click vào hiệu ứng là color overlay giống y như hồi nãy ha. Xong rồi click như lúc màu, click vào nút màu nè và ở đây mình sẽ hút màu vàng. Trường hợp các bạn không có cái hình này á, các bạn có thể chỉnh màu ha, chọn màu trên bảng màu nè. Đó, chọn màu vàng đậm. Ok, rồi mình dùng công cụ Move Tool, mình kéo vào cho nó đè cái hình ha. Và sau đó mình sẽ dùng công cụ Background Eraser Tool, tiếng tắt là chữ E. Công cụ có hình cục gom và cây kéo nha, công cụ xóa nền. Và mình click vào phần màu đen của hình, đó là mình xóa đi được cái nền đen của hình đó. Rồi mình cũng làm tương tự các bước hồi nãy, mình chọn cái hình gốc chưa có chỉnh màu ha, sau đó mình phải chuột, mình chọn là duplicate layer một lần nữa. Ok, rồi mình kéo cái layer đó lên phía trên. Sau đó, mình dùng công cụ move tool mình nhích qua một chút ha, mình nhích cái hình này qua một chút. Rồi mình vào image và adjustment, mình chọn hiệu ứng là threshold. Đó, bây giờ thì mình cho cái màu trắng này nó ít hơn một chút nữa. Ok, mình nghĩ cỡ này là ok. Đó, xong rồi mình phải chuột vào layer, chọn là blending option. Tiếp tục chúng ta chọn color overlay. Ở cái nút màu này mình click vào và ở đây mình cho nó là màu vàng sáng. Ấn ok. Rồi mình sẽ kéo cái hình này vào đè lên cái hình gốc ha. Và mình tiếp tục dùng công cụ background eraser tool, mình xóa cái phần màu đen đi. Đó, như vậy là chúng ta vừa chuyển cái hình Uh, hình nhân vật BOBG này thành hình ảnh bốn màu rất là đơn giản và nhìn rất là đẹp ở trên áo các bạn ha. Rồi tiếp đến mình sẽ ghép cái logo BOBG vào phía dưới chân nhân vật này. Thì mình sẽ lên Google, uh, mình gõ từ khóa là BOBG logo nha. Ở đây mình sẽ tắt cái phần transparent này, mình chọn là any color để mình tìm một cái logo BOBG mà chưa có tách nền ha. Còn cái hình này các bạn thấy có cái phần bóng như vậy, mình không muốn lấy phần bóng đó, mình muốn lấy một cái logo giống như vậy ha. Rồi, mình sẽ chọn hình này, mình phải chuột, mình chọn là sao chép hình ảnh các bạn ha, sao chép hình ảnh. Và mình vào Photoshop, mình vào Edit, chọn là Paste, dán cái logo này vào. Tiếp đến mình dùng công cụ Move tool mình thu nhỏ logo này lại một chút ha cho nó vừa với cái trang thiết kế này. Rồi sau đó mình sẽ tăng cái độ tương phản cho cái logo này. Mình sẽ vào image, mình vào adjustment và chọn bảng là level ha, level. Rồi mình kéo hai cái nút màu ở hai bên này vào trong giữa nè. Đó cho nó tăng cái độ tương phản lên. Sau đó mình dùng công cụ background eraser tool, phím tắt là chữ E. Click vào phần nền đen để mình xóa cái phần nền đen của cái hình các bạn lưu ý đối với cái hình logo này á mình xóa được cái nền đen rồi nhưng mà ở hai bên này các bạn thấy không nó vẫn còn cái nền đen ở hai bên tại vì hai cái phần đó nó nằm ra phía ngoài trang thiết kế rồi nên mình không có xóa được thì bây giờ muốn xóa cái phần nằm ngoài ở trang thiết kế á thì các bạn ấn tổ hợp là control a để chúng ta chọn khối tất cả rồi vào image vào crop ha crop đó là chúng ta sẽ xén tất cả những cái phần nào mà nằm ở phía ngoài trang thiết kế ha đó bây giờ logo mình đã sập rồi nè không có còn hai cái đường ở hai bên nữa và mình sẽ kéo logo này xuống dưới chân nhân vật nha à, có lẽ mình sẽ thu nhỏ nhân vật này lại một chút mình sẽ ấn nút ship mình chọn hết các layer nhân vật nè và mình thu nhỏ nó lại cỡ như vậy ha OK. Rồi tiếp đến mình click vào layer, layer player and no background ha. Cái layer logo này mình muốn chỉnh màu cái layer logo này cho màu nó lạ một chút. Thì mình sẽ vào image vào adjustment. Mình vào hiệu ứng màu là gradient map ha. Gradient map. Ở đây mình click vào bảng gradient. Đó thì nó có rất là nhiều hiệu ứng màu ở đây rất là hay ha. Ở đây nếu mà các bạn không có hiện được cái phần mà bảng màu giống như mình đang có thì các bạn click vào cái hình hoa tiêu ở đây nè. Ở đây mình chọn màu là Color Harmonies Color Harmonies nè. Ở có phần 1 và phần 2 á, các bạn muốn chọn phần nào cũng được. Đó rồi chọn cái hiệu ứng nào đó cho cái logo này mà các bạn thấy thích hợp ha. Ở đây mình sẽ chọn bảng màu là Color Harmony 1. Ok và mình chọn cái uh, tông màu này, mình thích cái tông màu này ha đó nó rất là hợp với hình này của mình ok như vậy là chúng ta vừa chỉnh xong hình bubg có hiệu ứng bốn màu rất là đẹp và rất là đơn giản các bạn ha tiếp đến mình sẽ tắt cái layer background đi mình tắt cái layer nền background ở đây cái logo player no mình muốn cho nó có một cái viền đen xung quanh logo ha và cả hình nhân vật này nữa mình sẽ cho nó thêm một cái viền đen thì đầu tiên mình sẽ phải chuột vào layer logo BOBG Mình phải chuột chọn là blending option nha Xong rồi mình click vào hiệu ứng stroke Stroke là tạo viền Và ở đây có bảng size là kích thước viền Mình sẽ cho nó lớn ra một chút Ok, rồi nếu như mình muốn tạo viền đen xung quanh cái nhân vật BOBG này thì cũng tương tự luôn mình. Các bạn chọn xuống cái layer nhân vật mà ở dưới cùng nha cái layer mà vẫn còn màu trắng với màu đen á rồi phải chuột chọn là blending option và chúng ta chọn hiệu ứng là short luôn cũng là tạo viền ở đây mình sẽ chỉnh cái size của hiệu ứng viền này cho nó bự ra ok khi mà tạo hiệu ứng short các bạn mới thấy cái hình này tách nền chưa có kỹ nè vẫn còn một số chỗ nó có những cái đốm như vậy thì để xóa thêm chúng ta dùng công cụ cục gom eraser tool phím tắt là chữ e nha và mình xóa bớt đi những cái dấu chấm bị dư thừa này. Đó, mình xóa bớt đi cho hình nó được đẹp ha. Ok, như vậy là chúng ta vừa chỉnh màu xong. Uh, nhân vật của game PUBG. Rồi mình tắt cái layer PUBG ở đây. Sau khi thiết kế các bạn vào Image, vào Trim để chúng ta xén sát cái hình thiết kế này lại và chúng ta vào file save để lưu hình ảnh này lại với định dạng png các bạn nha png sau đó mình sẽ vào getco.vn vào ứng dụng thiết kế áo nè đó rồi chúng ta click vào nút upload ảnh và upload cái mẫu thiết kế vừa làm lên đó đưa lên áo rất là nổi ha Ok các bạn lưu ý khi mà upload một hình lên áo rồi á Chúng ta có thể chọn màu áo và những kiểu áo khác nhau nha Ở đây mình sẽ để là màu xám đớm Ok, mình sẽ lưu thiết kế này lại và đăng ở một bình luận Các bạn ơi, nếu có một ý tưởng thiết kế hãy đăng ở một bình luận giúp mình nha